Hello mọi người, lâu rồi mới quay cái video mấy con cho con để mọi người lắm. Hôm nay tiện cho chúng nó ăn vặt, ăn mấy quả chuối. Tiện cho nó chúng nó ăn mấy quả chuối thì quay video để cho mọi người lắm. Rồi chờ. Rất nhiều loại hoa quả của người ăn mà con chó nó ăn được tốt. Đây là chuối, là nó chín một loạt, nó chín nhiều quá ăn không xuể, thì cho chúng nó ăn rồi lần lượt từ từng đứa một. Rồi cho Siro trước này, rồi Yumi này, Yumi ăn miếng to quá rồi. Ok, chờ từ từng đứa một. Tím này, hồng, rồi đen, rồi đỏ, rồi nâu. Ok, nâu được 2 miếng liền nha. Đấy, cho nó ăn xong rồi lần rồi. Đấy, Siro chằm nhỏ dãi này, đây Siro, rồi còn Yumi. Rồi lại lần lượt từ đầu đằng này, không có nhích dần về phía đằng anh làm gì cả. Rồi cứ từ đứa nào cũng có phần hết, không phải vội vàng. Con tím phải loi choi xong cái bên này để được gần anh hơn. À, gần anh đâu có nghĩa là được ăn nhiều hơn. Rồi con Yumi này, rồi chốt hạ bằng Siro này. Siro cho miếng to này. Cái chuối có rất nhiều loại đồ ăn của người mà hoa quả của người mà con chó ăn được, hầu hết các loại. Nhưng mà những cái loại mà nó tốt cho tiêu hóa này, trong đấy nó có chuối này là một loại này. Nhưng mà chuối ấy, thường nếu mà mọi người mà cho con chó của mọi người nó ăn lần đầu thì chưa chắc nó đã ăn. Vì cái chuối này là nó, tại sao con chó nó không ăn dù nó rất là thơm, vì cái chuối này nó có một cái độ dẻo. Thường là con chó nó sẽ không thích ăn những cái loại mà nó có một cái độ dẻo, nó dính răng. Thế thì nếu mà muốn cho mọi người, mà muốn cho con chó nó ăn chuối ấy, thì tốt nhất ấy, là mọi người ăn, mọi người cứ ăn như bình thường. Thì nó nhìn thấy mình ăn thì mình cho nó một miếng rất là nhỏ. Hay là các loại hoa quả khác cũng thế, ban đầu là mình cứ cho nó một miếng rất nhỏ để nó ăn, nó biết là cái món đấy nó ăn ngon. Thì sau đấy là cho ăn miếng to, nó vẫn cứ thích ăn, ăn bao nhiêu cũng hết, có thể nói là như thế. Nhưng nếu mà ban đầu mà cho miếng to luôn thì có thể là nó không ăn đâu. Và nếu nó không nhìn thấy mình ăn mà mình cho nó chưa chắc nó đã ăn. Nên là nếu ban đầu, nếu mà thích con chó cho nó ăn cái gì ấy, thì mình ăn trước, rồi gọi là chia sẻ cho nó một tí đại khái, thì nó sẽ đó. Và khi nó đã thích ăn rồi thì hầu hết, mình để ý là hầu hết các loại hoa quả mà người ăn là hầu hết chó đều thích ăn. Còn nếu mà đã cho nó ăn rồi nhá, từ vải nhãn rồi bòng bưởi rồi các kính thưa các loại dưa, dưa hấu, dưa lê, dưa chuột, đủ mọi loại nó đều chén được hết. Nhưng mà về hoa quả mà tốt cho con chó ấy, thì có thể nói là cái, nếu mà trong các loại quả mà tốt cho con chó thì chuối này là một loại quả tốt cho tiêu hóa của nó này. Nhuận tràng, chuối với lại khoai lang giống nhau là ăn nó nhuận tràng. Nó ngoài cung cấp các cái dinh dưỡng thì nó tốt cho cái tiêu hóa. Còn một số loại quả thì không cho ăn nhiều được, là có thể ăn nhiều là nó khó tiêu. Quả thì nó dễ tiêu hơn củ, nhìn chung nó là như thế. Nào, vì quả chín thì nó dễ tiêu hơn, nhìn chung là quả chín nó sẽ dễ tiêu hơn các loại củ. Củ thì thường là mình phải ăn luộc, củ ấy này kia là cũng cho nó ăn, nhưng thường phải ăn luộc thôi. Siro ăn thế thôi nhá. Cái quả chuối này ấy, thì nó có một cái là mọi người sẽ phải lưu ý khi cho con chó ăn này, là cái quả chuối là nó rất là nhuận tràng. Mà khi nó nhuận tràng ấy là nó giống như là khoai lang, là con chó có thể nó sẽ xì hơi nhiều, như ở miền Bắc gọi là đánh rắm này, còn bình thường thì gọi là xì hơi. Đó là khi nó nhuận tràng ấy là nó sẽ xì hơi nhiều hết rồi. Thế đây là quả cuối cùng rồi. Thành ra là nếu mà con chó mà mình, con chó nó ở với người mình theo cái kiểu nuôi theo kiểu ở tự do và ở trong cùng phòng, thả cùng phòng với người thì để cho nó đỡ ảnh hưởng cuộc sống thì một lần cho nó ăn là cho nó ăn ít thôi. Vì nếu mà cho nó ăn nhiều nghĩa là nó xì hơi nhiều thì không ngửi được, cho ăn ít thì nó không sao, nó không có xì hơi. Đó, các loại, rất nhiều loại hoa quả là có thể cho ăn được. Cho ăn một ít thì tất cả là đều là ok, tốt thôi. Nó như là con chó nó ăn rau, đại khái như thế. Hoa quả với rau nó như nhau. Con tím kia sao lại, con tím là sao mà mắt lại có tí ghèm mắt đấy kia, lại quạng nghịch chưa nào nó đạp vào mặt chưa, nó đạp chân bẩn nó vào mặt cho nên là mắt bị bẩn đúng không? Đó. Ngày mai thì là con đực nâu để nó sẽ đi vào thành phố Hồ Chí Minh trú ngụ đó. Đó, bây giờ là mẹ Siro. Đó, quay video một chút để mọi người ngắm mấy chúng con. Đó, mọi người sẽ thấy là con chó nó chúng nó rất là biết, rất là biết điều từ bé. Quên chờ anh một tí để anh bật thêm cái điện đi, tối quá từ nãy giờ chưa bật hết điện, tối quá giờ nó mới sáng rồi, từ nãy giờ quay video tối ngon. Đó thì mọi người sẽ thấy là bọn cún con này nó rất là có ích kỷ và nó rất là biết điều. Tôi chú ý không ổn, đang nói quét cái rồi Siro để yên để đánh xoa con tí, không có tay không xoa được cho nó. Đưa Siro đi ra kia, không bỏ vào cái mặt rồi, ok. Đấy, đưa ra đây. Rất là yêu luôn, phải nói là chúng nó rất là yêu, chúng nó rất là chính chủ lấy vào đấy. Này nó to lắm rồi. Đến hôm nay là chưa bọn này là đến hôm nay là được coi như là ba tháng mấy ngày rồi đấy. Giờ đây để anh lấy nước cho bố. Yên nhá. Yên lấy xào, để anh lấy nước cho bố. Chờ đấy. Ngoan không? Không nhảy ra khỏi chuồng luôn. Dù nó nhảy là rất là đơn giản. Dù cho nó nhảy bây giờ là cho nó lớn rồi, nó nhảy qua cái rào này rất là đơn giản, là xuống nước dưới này rồi, nó không nhảy ra. Vì chủ không cho nhảy. Nếu mà như những con cún này nó hiểu ý lắm. Ban đầu cho nó nhảy xuống nhá, nó nhảy xuống bế nó lên ngay và quát nó là không được nhảy xuống. Một hai lần, ba lần là sau đấy không có con nào nhảy xuống nữa. Còn nếu cầm đồ ăn mà gọi nó xuống một cái tức là cho phép nó xuống là nhảy bụp phát xuống ngay. Đó, cái hồng.